về cái trách nhiệm có liên quan tới người công giáo. Thứ nhất ấy, là bởi vì những cái người và những thành phần xã hội trong thời gian qua có những cái tác động cụ thể, có những thái độ và hành vi lời nói một cách khó chịu, cực đoan đối với người công giáo, thì phải nói rằng đó là do tác động của người công giáo đến với xã hội này ở một cái chừng mực nó không còn là cái giới hạn, nó không còn đúng ở cái giới hạn cho phép nữa, mà nó vượt khỏi cái giới hạn buộc người ta chấp nhận được. Có nghĩa là bạn có thể mở một mức độ nào đó trong cái đám tiệc nhà bạn, có thể mở nhạc ở một mức độ có thể lớn, nhưng mà nhà kế bên có thể chấp nhận được cái việc đó bởi vì nhà bạn có đám tiệc, nhưng bạn không thể duy trì cái việc mở nhạc đùng 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 như thế suốt nhiều ngày được, bởi vì đó là cái cộng đồng xung quanh đó người ta còn có những cái nếp, cái sinh hoạt riêng cá nhân người ta nữa, bạn đã đụng chạm tới cái sinh hoạt bình thường của người khác thì dĩ nhiên cái sự phản ứng lại của người khác đối với mình là cái điều đương nhiên. Cũng vậy, hoạt động của một tôn giáo ở chừng mực là tín ngưỡng, là tôn giáo, thì ở trong khuôn viên nhà thờ, ở trong cái phạm vi của gia đình, ở trong cái phạm vi cá nhân của mỗi người thì được tôn trọng, được đảm bảo. Nhưng khi nó vượt ra khỏi cái ranh giới giữa con người với nhau, nghĩa là bạn áp đặt tôi phải theo cái phong tục tập quán của cái tôn giáo của bạn thì bạn mới chấp nhận. Ví dụ như là khi nhà trai đến nhà gái cưới hỏi, nhà gái đạo Phật, nhà trai đạo Thiên Chúa, thế thì nhà trai không chịu bước chân vào nhà của nhà gái để làm lễ theo cái nghi thức của Phật giáo hay nghi thức truyền thống, bởi vì theo điều răn của Chúa là các ngươi không được thờ ai ngoài ta, cho nên là nhà trai không chịu bước vào đó để cúi đầu chào bàn thờ tổ tiên gia tiên của nhà gái. Đó là anh áp đặt một cách thái quá tôn giáo của anh lên trên tôn giáo và tín ngưỡng của người khác là không được. Thứ hai là anh dùng các cái hoạt động sinh hoạt tôn giáo của anh ở ngoài phạm vi của cái cơ sở thờ tự tôn giáo anh, mang đến cái nơi khác, ở địa phương khác, mang đến cái nơi công cộng, ở những nơi không thuộc về tôn giáo, và ở đó có rất là nhiều người đang sinh hoạt ở đó ảnh hưởng tới người khác và nó ảnh hưởng một cách nghiêm trọng, thì người ta cho rằng đó là cái sự tác động không hề kiềm chế được nữa, và người ta có quyền đặt vấn đề rằng chúng ta là ai, là cái gì, như thế nào mà dám xúc phạm đến cái quyền tự do của người khác như thế. Khi anh đòi hỏi quyền tự do thì hãy cho người khác thực hiện quyền tự do của người ta. Ví dụ như anh muốn tự do tôn giáo, hãy biết tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người khác. Cho nên ở đây tôi muốn bàn đến các bạn là cái trách nhiệm của người công giáo đối với giáo hội là như thế nào, đối với cộng đồng và xã hội như thế nào. Trước hết thì tôi xin nói với các bạn về cái trách nhiệm của người công giáo đối với giáo hội. Đó cũng là cái nhiệm vụ mà mỗi người công giáo buộc phải thực hiện trong suốt cuộc đời của mình, đó là thực hiện 10 điều răn Đức Chúa Trời. Và dĩ nhiên là đối với giáo hội công giáo thì còn có phải 6 luật điều hội thánh. Tuy nhiên ở đây tôi sẽ chỉ nói về 10 điều răn Đức Chúa Trời với tổng thể của 10 điều răn. Đó tóm về hai vấn đề, đó là kính Chúa và yêu người. Thì ở đây khi nói về vấn đề kính Chúa thì các bạn hiểu. Chúng ta kính Thiên Chúa, đó là kính thờ phượng Thiên Chúa, là để làm như thế nào để mà chúng ta không làm cho người khác có thể xúc phạm đến Thiên Chúa. Không vì chúng ta mà người khác xem thường giáo hội chúng ta, xem thường và xúc phạm đến danh Thánh Chúa. Chúng ta kính Chúa là bằng cuộc sống hàng ngày của chúng ta để chúng ta chứng tỏ cho cộng đồng và xã hội thấy rằng dưới sự giáo dục giáo huấn của giáo hội và với giáo lý của Thiên Chúa, chúng ta đã ngày càng tốt đẹp hơn và chúng ta là tốt đẹp nhất. Đó là chúng ta kính Chúa. Còn bây giờ các bạn thấy đấy, cái việc làm của các linh mục trong thời gian vừa qua đó là mang hơi hướng của tất cả các vấn đề chống cộng. Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong dùng tòa giảng của mình để chống cộng, lợi dụng giáo dân để làm lễ hiệp thông cũng là cầu nguyện cho những kẻ chống phá nhà nước Việt Nam. Hay là tất cả các linh mục ở miền Trung, bao gồm Nguyễn Văn Lý thành lập ra khối 8406 để làm gì? Để chống cộng sản. Rồi Phan Văn Đồng trong thời gian qua làm gì? Cũng chống cộng sản, hắn ta cũng là người của khối 8406. Nguyễn Ngọc Ngữ cũng vậy. Rồi Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Thái Hợp, rồi tất cả những linh mục. Rồi ở dòng Chúa Cứu Thế ở ở tại Kỳ Đồng thì sao? Đinh Hữu Thoại, Lê Ngọc Thanh. Đó, tất cả những Phao Lô Lộc ấy, tất cả những con người đó. Phan Văn Lợi nữa.
Những con người như thế mang cái chức vụ linh mục của giáo hội Công giáo để làm các công việc cá nhân của họ, nghĩa là họ mang cái tư tưởng chống cộng của họ mang đến nhà thờ và dùng cái tư tưởng chống cộng đó đem lên tòa giảng để giảng cho giáo dân, bắt giáo dân phải thực hiện theo cái xu hướng chính trị của mình. Đó là lợi dụng tôn giáo, lợi dụng giáo dân, lợi dụng con chiên của mình để thực hiện cái quyền lực chính trị của bản thân. Cái điều đó làm cho chúng ta thấy xã hội dòm vào chúng ta như thế nào. Xã hội dòm vào chúng ta thấy cái nhóm người đó là một nhóm người chống cộng, mang tư tưởng chính trị, và hoạt động của họ là hoạt động chính trị chứ không phải là hoạt động tôn giáo. Thế cho nên người ta đặt vấn đề là giáo hội Công giáo còn là một tôn giáo nữa hay không, hay là một tổ chức chính trị. Người ta buộc phải dòm lại cách hành xử của chúng ta để người ta đánh giá được giáo hội Công giáo chúng ta có thật sự thánh thiện hay không. Người ta đặt vấn đề là chúng ta có thật sự giáo dục đạo đức cho chính giáo dân của chúng ta hay không. Bởi vì hành vi của chúng ta như là không tuân thủ theo bất kỳ một lề luật nào, nhưng chính giáo hội Công giáo lại là một cái tổ chức tôn giáo có nhiều giáo luật, nhiều điều khoản, nhưng chúng ta lại là những người bất tuân luật lệ, trong khi Thiên Chúa lại có nhiều luật lệ để chúng ta phải tuân theo. Và gần như những luật lệ mà Thiên Chúa bắt chúng ta phải tuân theo, nó gần như phù hợp với pháp luật của mọi quốc gia trên thế giới này. Ở đây mình dòm thấy xã hội đã đánh giá giáo hội Công giáo chúng ta thời gian qua là gì? Gọi các linh mục là linh cẩu, nhưng những linh mục xấu gọi là linh cẩu, giáo dân thì gọi là giáo gian, giáo chiên, gọi là những con chiên, con bò, là đồ đầu bò, óc chó gì đó, người ta gọi đủ thứ cả. Thế cho nên là người ta đã không đánh giá tốt về người Công giáo chúng ta, bởi vì chính thái độ của chúng ta sống không đúng với chuẩn mực của giáo hội. Giáo hội đâu có dạy chúng ta chống cộng. Ví dụ như cái việc mà nhà nước Việt Nam bắt Trần Thị Xuân. Trần Thị Xuân là một giáo dân đấy, nhưng cô ta là người cầm đầu, là một trong những người cầm đầu của cái Hội Anh Em Dân Chủ, một cái tổ chức phản động đang hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam, đòi lật đổ chính quyền Việt Nam. Thì dĩ nhiên chính quyền Việt Nam nó buộc phải bắt con người này theo đúng luật pháp. Như vậy thì cái người mà yêu cầu bà con giáo dân đi giải cứu cho Trần Thị Xuân, đi đòi tự do cho Trần Thị Xuân là ai? Cũng là những con người nằm trong cái tổ chức chống cộng, đòi lật đổ chính quyền, đòi lật đổ nhà nước. Như vậy thì rõ ràng ở đây, nếu suy xét về vấn đề thì đây là cá mè một lứa và cùng một ruột với nhau. Nguyễn Thanh Tịnh cũng thế. Hay là Phan Văn Đồng là người của khối 8406. Vì vậy cho nên chúng ta thấy được rằng là những con người này là những con người cùng một ruột với nhau, và họ chả bao giờ làm cho chúng ta thấy chúng ta kính Chúa cả. Và họ cố gắng đưa chúng ta vào cái gì? Họ đưa chúng ta vào một cái hoạt động chính trị của bản thân họ. Họ đưa giáo dân, bao gồm cả người già, trẻ em, phụ nữ vào hoạt động của chính bản thân họ. Cái hoạt động chính trị của riêng họ, nhưng họ đưa tất cả giáo dân chúng ta vào đó. Để chi? Để chúng ta thực hiện cái quyền chính trị của mình, đàn áp lại chính cái chính quyền của mình. Chúng ta bị lợi dụng. Và như vậy thì khi chúng ta bị lợi dụng, người ngoài nhìn chúng ta, người ta nói gì? Chúng ta bị... người ta gọi chúng ta là những kẻ ngu ngốc bị lợi dụng. Do họ gọi chúng ta là những kẻ ngu ngốc. Đấy. Cho nên là chúng ta buộc phải làm sao? Đấy. Biết kính Chúa thì phải làm cho rạng ngời danh Chúa. Đó là chúng ta phải biết đọc kinh sáng soi là gì? Cứu xin Chúa sáng soi cho chúng con đặng biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho chúng con. Đúng không? Để chúng ta thấy được. Chúng ta cầu xin Chúa để chúng ta có cái trí thông minh này, ơn sáng soi để chúng ta biết việc chúng ta làm, để Chúa giúp đỡ chúng ta từ mỗi kinh mỗi việc, để khi hoàn thành cũng nhờ bởi ơn của Chúa. Thế thì bây giờ các bạn thấy đấy, tất cả những hành động của chúng ta không làm cho Trần Thị Xuân được thả, mọi hành vi tụ tập biểu tình không làm cho Trần Thị Xuân được thả, mà người ta còn đánh giá giáo hội Công giáo chúng ta, đánh giá những người giáo dân, đánh giá linh mục là linh cẩu, giáo dân trở thành những đứa ngốc nghếch, và đánh giá chúng ta là những kẻ bị lợi dụng, người ngu ngốc. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy người mà đánh giá chúng ta như thế, vậy thì người ta đánh giá Chúa ta thế nào? Đánh giá giáo hội ta thế nào? Đánh giá giáo hội chúng ta là hết sức tệ hại. Như vậy thì chúng ta đâu có còn kính Chúa nữa. Một trong hai mục tiêu là kính Chúa và yêu người, thì cái mục tiêu kính Chúa của chúng ta thông qua hành động của chúng ta không có cái sự chuẩn mực của mình, đã làm cho xã hội đánh giá Thiên Chúa, đánh giá giáo hội chúng ta một cách thấp, thấp kém, tệ hại. Vậy thì chúng ta có sống đúng với cái bổn phận của người giáo dân chưa? Bổn phận của một con chiên của Thiên Chúa chưa?
Thứ nhất là kính Chúa là ta đã không kính Chúa rồi, bởi vì hành động của chúng ta làm cho người ta khinh miệt Thiên Chúa. Hãy dòm xem các giáo dân đi biểu tình ngoài đường có bao giờ tôn trọng luật lệ giao thông, hay là chúng ta đi ra ngoài đường đọc kinh, hát lễ, hát những hát thánh ca, đọc kinh ở ngoài đường, điều đó có xúc phạm đến tôn giáo khác, làm mất an ninh trật tự, làm cho những người xung quanh khó chịu, làm cho người ta cản trở giao thông của người ta. Đó là những cái điều mà cộng đồng xã hội này không quan ngân chúng ta. Xã hội này không quan ngân những con người làm mất an ninh trật tự. Xã hội này thấy à, cái đám người đó như thế tại sao công an không bắt? Họ đều nói như thế rồi, tại sao công an không bắt đám người đi, nó quậy quá. Và khi chúng ta làm cái động tác đó ở ngoài dòm vô, người ta đâu có nói là chúng ta không có tự do tôn giáo đâu, mà người ta nói ồ đây quá tự do tôn giáo, tự do đến nỗi mà vô trật tự. Người ta đánh giá tôn giáo ở Việt Nam, đánh giá công giáo ở Việt Nam là vô pháp vô thiên, coi trời bằng vung, xem thường pháp luật, ngồi xổm lên pháp luật. Cho nên chính vì vậy cho nên là không có tôn trọng người xung quanh, không tôn trọng cộng đồng. Một khi cộng đồng người công giáo không biết tôn trọng một cộng đồng khác thì những các cộng đồng khác họ sẽ quay lại, họ tấn công ngược lại. Và cái điều họ bài xích cả giáo hội công giáo, bao gồm đuổi giáo hội công giáo ra khỏi đất nước này, là cái điều đương nhiên và có thể sẽ xảy ra nếu vẫn còn tiếp tục như vậy nữa. Thì nhân dân này có thể lấy trưng cầu ý kiến đuổi hẳn cái giáo hội công giáo Việt Nam ra khỏi đất nước Việt Nam này, nếu mà còn có những hành vi thái độ xem thường luật pháp, xem thường cộng đồng như thế nữa, nghiêm trọng nữa. Đó là cái điều thứ nhất chúng ta thấy. Đấy. Cái điều thứ hai chúng ta thấy đó là chúng ta yêu người chưa. Thứ nhất là nói về yêu người thì chúng ta phải thấy là không đẩy người khác vào nơi phạm tội, đó là yêu người. Biết giúp đỡ người khác trở nên thánh thiện, đó là yêu người. Nó còn vấn đề về vật chất là cái việc bình thường, nhưng mà chúng ta không đưa người khác vào nơi phạm tội, đó chính là cái điều mà yêu người rồi. Hướng dẫn và giáo dục cho người ta biết mình yêu người. Cũng giống như các bạn đang chửi tôi ở trên cái livestream này, các bạn thấy các bạn đang thể hiện cái tôn giáo của bạn. Bạn nào đang chửi đấy? Ồ, bạn đó đang thể hiện cái tôn giáo bạn ấy. Bạn ấy làm cái tôn giáo bạn ấy xấu đi. Tôi đang nói về công giáo mà bạn chửi thì tôi sẽ khẳng định bạn là người công giáo. Bạn ghét tôi, bạn mới chửi tôi. Thế chứ cho nên là bạn chửi tôi, cho nên là người ta đánh giá người công giáo là những người không có văn hóa, không có văn minh, bởi vì phát ngôn ra những cái điều tục tĩu, đúng không? Đấy. Cho nên là khi mà bạn lên một cái cộng đồng, bạn thể hiện bất cứ điều gì, bạn phải coi được rằng cộng đồng đó đang đánh giá về cái đạo đức của chính bạn, của gia đình bạn và của tôn giáo bạn. Vì vậy nên hãy nói ra điều gì, viết ra điều gì một cách tôn trọng bản thân, tôn trọng gia đình mình và tôn trọng tôn giáo của mình. Đấy, cho nên là giờ bạn yêu người chưa? Khi các giáo dân bị các linh mục đẩy vào vòng tội lỗi phạm pháp thì các linh mục đó có yêu người không? Họ đang lợi dụng giáo dân để làm cái mưu đồ mục đích của họ, có nghĩa là họ đang lừa gạt giáo dân. Thế như tôi hỏi là bây giờ là bao nhiêu người già và trẻ em ngày hôm đó biết Trần Thị Xuân thật sự bị oan ức? Họ lấy cái gì để kiểm chứng được rằng Trần Thị Xuân là những con người bị oan ức? Ông Tào Tháo nói rất một câu rất là hay. Tất cả mọi việc và đại sự trên đời này mà không biết làm sao đó, thì cứ về nhà hỏi vợ. Vợ bảo sao thì cứ về làm ngược lại là đúng hết. Cho nên người ta mới nói là những người phụ nữ thành đạt trên thế gian này rất là hiếm. Những người như Võ Tắc Thiên hiếm, những người như bà Nguyễn Thị Định hiếm, đúng không? Những bà như bà Tôn Nữ Thị Ninh chúng ta hiếm, những bà như bà Tôn Nguyễn Thị Minh Khai hiếm, đúng không? Tất cả những người tài năng, những người phụ nữ tài năng là có nhưng hiếm. Vì vậy cho nên là đừng bao giờ nói rằng những người phụ nữ đưa ra quyết sách của mình đúng, bởi cái sự ích kỷ cụ thể của họ. Các bạn có thể thấy rằng khi mà làm ăn thì luôn luôn người phụ nữ làm ăn tốt hơn người đàn ông, bởi vì cái sự ích kỷ đó nó luôn luôn làm cho cái lợi ích lớn nhất họ mang về cho gia đình. Ví dụ như nói về giành của thì các ông có thể vì danh dự, vì cái tự ái của mình không có đứng ra giành giật, nhưng mà các bà thì sẽ giành giật cho tới nơi tới chốn. Cho nên là những người phụ nữ họ là những người về cơ bản là những người tốt, kiên định, kiên trung, nhưng mà ở phần nào đó họ chưa có sự sáng suốt cụ thể và chưa có điều kiện để tiếp cận nhiều thông tin. Vậy cho nên là việc lợi dụng phụ nữ và trẻ em ở trong cái hoàn cảnh đi đòi cái tự do cho Trần Thị Xuân, một đối tượng phản động, ông muốn đòi lật đổ nhà nước Việt Nam này, chống phá lại nhà nước Việt Nam này, thì rõ ràng một điều đây là một kẻ bất nhân, lợi dụng người ta để người ta vi phạm pháp luật, lấy người ta trở thành một kẻ người khác gọi là những kẻ bị lợi dụng trở nên xấu xa. Thì có nghĩa là chính các linh mục đã đẩy giáo dân mình vào con đường tội lỗi. Thế thì các linh mục có yêu thương giáo dân không? Có yêu người không? Và khi đến đến bổn phận mình thì các giáo dân làm sai, có nghĩa là không nhìn nhận ra đúng vấn đề, không được ơn Chúa sáng soi, làm sai, thì bản thân chính giáo dân này có biết yêu bản thân mình hay không?
Họ không biết yêu người, có nghĩa là không có biết chăm sóc lẫn nhau. Như tôi nè, tôi đang chỉ ra cái sai của mọi người là tôi yêu mọi người đấy. Chứ phải trong, tôi chỉ ra cái sai của những người đang lãnh đạo tôn giáo là để gì? Là để cho các lãnh đạo tôn giáo thấy được rằng là mình đang sai và phải sửa. Đó là xây dựng giáo hội chứ không phải là chống đối là giáo hội. Nếu tôi chống đối là giáo hội tôi chỉ chửi thôi. Cái này tôi chỉ ra cái sai để mọi người nhìn thấy được và sửa chữa nó. Đó là cái điều mà tất cả những cái người giáo dân cần phải nghĩ tới, là nếu chúng ta phải đọc kinh để cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn khôn ngoan, Chúa Thánh Thần soi sáng chúng ta để chúng ta biết được việc chúng ta làm là đúng. Đúng không? Thì lúc đó chúng ta mới là những con người thực sự biết kính Chúa và yêu người. Chúng ta có yêu ai? Khi mà chúng ta đẩy người khác vào vòng tội lỗi thì ta yêu ai? Các linh mục đó đâu có yêu giáo dân của mình. Đẩy con chiên mình vô miệng sói thì đâu có yêu. Đẩy con chiên mình vào vòng tội lỗi. Tội lỗi là ai? Tội lỗi là ma quỷ. Đẩy con chiên mình vào vòng tội lỗi có nghĩa là các linh mục đang đẩy con chiên mình tới tội lỗi. Mà mục tử đẩy chiên vào vòng tội lỗi có nghĩa là dân mục tử đưa con chiên vào miệng sói. Có nghĩa là những linh mục này không hề chăn dắt chiên của mình, mà là đang hại đàn chiên của mình. Thiên Chúa đã gặp, đã sai khi lựa chọn những con người này. Mà dĩ nhiên rồi, Chúa đã nói trong ngụ ngôn lúa và cỏ lùn, Chúa đã nói là khi mà cái gieo giống vào cánh đồng thì người gieo giống cũng không mong muốn gieo cỏ vào, nhưng cỏ vẫn vào và nó đều mọc lên dù không có ý, nhưng mà cái người chủ ruộng vẫn chăm sóc tốt cho cả cỏ và lúa. Nhưng khi nó lớn lên thì những thợ gặt sẽ phân loại nó ra, cỏ ra cỏ, lúa ra lúa. Cũng vậy, ở một vụ ngôn khác Chúa Giêsu cũng nói khi mà hạt thóc được gieo vào cánh đồng, có những hạt rơi vào nơi không, có những hạt rơi nơi rơi vào cái nơi màu mỡ thì sẽ phát triển tốt, hạt rơi vào nơi cằn cỗi thì sẽ không thể phát triển được, sẽ trở nên còi cọc. Cũng vậy, mỗi linh mục khi mà sống ở môi trường nào không biết tự tôn bản thân, không biết xây dựng bản thân mình, chăm bón cho bản thân mình về đạo đức thì sẽ trở nên xấu xa. Những linh mục đó là những ai? Là sẽ trở thành cỏ lùn. Những linh mục đó là những hạt thóc rơi vào những kẻ đá, không thể phát triển được. Đấy. Cho nên ở mỗi con người chúng ta phải biết nhìn nhận cái đúng và cái sai, cái nào cần ủng hộ, cái nào không ủng hộ đối với vị linh mục, vị chủ chăn của mình. Không phải cứ linh mục và chủ chăn nói là chúng ta sẽ trở, sẽ nghe họ nói là trở thành một cái chân lý. Cho nên ở đây chúng ta không chống các tôn giáo, chúng ta cũng không chống giáo hội Công giáo, mà chúng ta chỉ chống lại những con người làm hư hại đi hình ảnh của Thiên Chúa, hình ảnh của giáo hội và hình ảnh của giáo dân của chúng ta, làm cho giáo dân chúng ta bị người khác chê cười. Lê Xuân Nghĩa đã bênh vực cho những kẻ